gặp anh Chí Linh chống đạn bên Úc thì Việt Thảo không biết, không nghĩ rằng ảnh đã bị té ở bên Mỹ, mà tưởng là qua đây giành đất với thổ dân, nó đen đen, nó quánh gãy giò. Không biết thật là tại vì ở bên Mỹ Việt Thảo cứ hello. Chui đầu vào làm việc thì nó không. Hello, hello. Trời ơi, tôi đang coi văn nghệ. Hả? Hồi nãy em gọi chị đem tính nói em, với chị. Em đang coi văn nghệ mà nói chuyện điện thoại hoài. Nó có sao đâu, được rồi, để đâu chị, đâu. Em làm phiền mọi người cái ngồi cái bên kìa. Có ảnh cười nè, anh dễ thương quá, em đâu làm phiền anh phải không anh? Không có, đang nghe. À, dạ, dạ, đang coi Chế Linh, trời hát hay lắm. Mà chả đi nạn. Nghe Việt Thảo nói như cho bị vợ quánh què giò hay sao á. Trời ơi. Em nhiều chuyện vừa phải thôi em. Cái gì đâu nhiều chuyện. Có gì đâu. Làm phiền bao nhiêu người. Trời anh chị có con dễ thương quá ha. Em coi coi. Trời cháu bé dễ thương quá trời à. Con được anh chị hả? Em. Ngồi xuống coi văn nghệ đi. Em đang làm phiền bao nhiêu người ngồi bên kia kìa. Không có gì đâu làm phiền đâu. Đâu. Trời ơi. Ủa. Sao hai vợ chồng anh vậy em quen quá ta. Ai đâu. Đây nè. Trời anh chị. Trời ơi. Nhớ không? Trời ơi, ngày hôm qua mới gặp đi ăn nhà hàng nè. Trời ơi, dễ thương quá trời, hai chị xinh đôi vừa lứa. Trời sao chị đẹp quá vậy? Thôi Mỹ, ơi. Sao? Chị tóc chị mau dài quá ta, ngày hôm qua mới thấy tóc ngắn ngủn vậy mà. Trời ơi. Sao nay tóc dài dữ vậy ta? Em đốt nhà người ta hả em? Không nhà người ta. Ê, em không có ý gì nha. Không phải là em nói anh đi với hai người khác nhau đâu nha. Ê. Dạ, thôi. Thôi tôi đi bà ơi. Cái gì đâu dữ vậy? Làm phiền chú đâu, bác ngồi bên kia. Đang chịu cảnh là cái gì đâu, em đâu có làm phiền gì đâu hen. Làm phiền mọi người bên kia kìa. Đâu. Ủa trời ơi bác. Trời ơi khỏe không bác? Trời ơi sao sao bác hình như là dạo này thấy hơi ốm. Bác con hỏi nhỏ nha, có bị giật hụi mà sao ốm quá vậy bác? Cái gì nhiều chuyện quá. Cái gì đâu nhiều chuyện. Thôi đi về. Không em gặp, trời ơi gặp toàn là bà con không, để em nói chuyện chút xíu đã. Cái gì? Vợ Diệu Thảo đánh ghen ngoài rạp kìa. Hả? Cái gì? Vợ Diệu Thảo đánh ghen sao giờ không em? Trời ơi bà con của bác là vợ Diệu Thảo đánh ghen, lại vô em coi nha. Chết rồi. Đi đường nào. Trời ơi cha lại làm gì chà ràng dữ vậy? Đó tôi chưa thấy cái bà nào mà nhiều chuyện như bà này á. Dạ xin lỗi quý vị, bây giờ mời quý vị xem cho nghệ tiếp nha. Dạ xin lỗi. Dạ. Cái thằng này nhiều chuyện. Hồi nãy vợ tôi bên Mỹ gọi điện thoại qua, nói là anh ơi, ở bên này có cái bà kia bị đánh ghen. Tự nhiên nói cho nó nghe, bây giờ nó nhiều chuyện, nó nói là vợ tôi bị đánh ghen là sao? Hết Quang Minh rồi tới Hồng Đào nhiều chuyện, rồi Trang Thanh Lan cũng là con mẹ nhiều chuyện. Rồi thêm cái cô Kim nữa, rồi cái... Trời ơi, cái thằng Thái Design này nó có 21 tuổi à. Nó mai đồ rất giỏi cho Dân Sơn à, mà mai đồ mà cũng nhiều chuyện làm sao? Vậy để coi mấy cái người này vừa chuyện nhiều mà nhiều chuyện như thế nào. Bởi vì nghe coi nó nhiều chuyện cỡ nào này. Trời. Thiệt là khổ nha. Thiệt quý vị, lâu ngày được đi coi văn nghệ một lần thôi, vậy mà bà vô bà không coi văn nghệ, bà nói chuyện điện thoại từ đầu giờ tới cuối giờ luôn. Tôi nói thiệt với quý vị nha, vợ tôi cái gì cũng được hết, bị một cái bệnh thôi, bệnh nhiều chuyện, bà nhiều chuyện phát ớn luôn vậy á. Bà ở nhà không à, vậy mà chuyện ngoài đường cái gì bà cũng biết hết à. Rồi bà đi đồn, rồi tôi lâu lâu đi ra ngoài đường gặp bà con, gặp mặt cái bán vốn. Mới ngày hôm qua nè gặp chị Năm bán vốn, mới gặp chị thôi cái trời ơi trời, Minh ơi Minh, thôi chết tao rồi Minh ơi. Vợ mày nó nhiều chuyện quá trời quá đất à. Trời ơi, chồng của tao có lỗ mũi nó bị gãy, thầy bố nó phải đi sửa tướng, phải sửa lỗ mũi cao lên. Trời ơi, vậy mà nó đồn là tao quýnh chồng tao gãy mũi. Chịu nổi không? Đó, kể cả thành phố Melbourne này cũng vậy. Ai bận rộn cách mấy không cần nghe đài radio, chỉ cần tối bỏ ra 5 phút thôi, hỏi bà chuyện gì cũng biết hết. Bây giờ người ta đặt cho bà một cái tên rất là dễ thương. Dễ thương phát ớn luôn vậy á. Người ta gọi qua Đào Phát Thanh. Hello. Thì giờ Cưng cứ nói đi. Trời chị hứa mà, chị không có kể cho ai nghe đâu. Em biết chị mà. Ê, đó giờ tới nhà người ta điện thoại nữa. Coi như là cha chồng nó chứ có vợ bé phải không? Có vợ bé phải không? Ok, bye Cưng nha. Hello. Chị Liễu ơi, em chắc chắn 100% rồi. Cha chồng nó chứ có vợ bé, mà vợ bé có bầu, sắp đẻ sinh đôi. Trời ơi. Trời đất ơi. Bỏ thêm mắm, thêm muối và thêm luôn bột ngọt nữa. Từ cái điện thoại bên đây chồng có vợ bé, qua tới bên đây có vợ bé, có bầu, đẻ sinh đôi. Hello, nè chị Liễu, chị nghe em nói nè. Cái con vợ đó, nó... Hả? Cái gì? Bà không có nghe rõ hả? Trời ơi, chắc trong nhà tôi không có sóng. Anh mua cái phone này mà sao? Hê, giữ phone cho tôi tìm sóng nha. Con vợ... Không có nghe hả? Để từ từ tôi tìm sóng, giữ phone nha. Trời ơi, bao nhiêu chuyện nói tôi mất sóng luôn. Không có phone gì đâu mà không có sóng gì trong nhà gì đó. Không thấy đâu mà. Lần sau đổi cái phone cho em đi.
Rồi, có bộ cái chuyện sống nó vô đó, sống nó vô. Gì vậy? Trời đất ơi, anten bắt được sống rồi. Hello. Ê, anh làm gì vậy? Thôi, làm cho bà tỉnh. Tỉnh cái em gì? Em làm nói chuyện điện thoại gì bắn kêu vô đây vậy? Không phải, em biết làm sao, hình như đây, hình như nó có thêm anten sao, tự nhiên chỗ này sống quá trời á. Tên kìa trời. Hello, bà Liễu ơi. Trời ơi, tôi mệt quá. Cho mượn cái mông. Cái gì? Chị Liễu, em nói chị nghe nè. Cái bà vợ đó, coi như là... Thôi, anh mệt em quá em ơi. Cúp đi, bay đi. Thôi, sống yếu quá tụi bay nha. Anh thiệt không có chiều vợ, đứng có dậy thôi mà cũng chịu nè. Thì tôi sợ bà vợ tôi luôn á. Ăn uống á, bà biểu tôi hạ tiện. Còn tiền điện thoại trả 700-800, bà không hạ tiện. Em làm gì kỳ vậy? Trời ơi, em trả hồi nào 700-800, em đâu có gọi ai đâu, trả 700-800. Anh nói có sách bách có chứng hết, đây nè. Cái gì? Điện thoại em gọi ai mà làm cái gì 2-3-8 tiếng đồng hồ vậy, là sao? Rồi đâu, đêm coi. Nè. À, cái này là con bé ở bên Queensland á. Rồi em làm cái gì mà gọi tới 2-3 tiếng đồng hồ? Anh biết rồi, em với con bé thân nhau lắm, từ nhỏ xíu, giờ lâu quá mới gặp lại. Cái em gọi phone cho nó, cái hai đứa ta bà thế giới kể đủ thứ chuyện. Kể từ lúc tụi em 1 tuổi tới 2 tuổi tới 3 tuổi lên tới 14, 15 tuổi như quê anh nhớ không? Đó. Cái kể cái vụ mà coi như tụi em đi tắm ao á, cái tụi em cởi hết đồ á, nhảy xuống ao á, cái nguyên đám trai làng ra rình á, mà anh dẫn đầu cái đám trai làng rình tụi em tắm nha. Ôi, chuyện xưa mà nhắc tới hoài em ơi. Đó. Xong rồi anh biết không, cái em kể tiếp. Cái em kể sao là em qua đây trước rồi nó qua sao. Xong rồi em kể là em lấy anh sao, cuộc sống gia đình mình sao. Em kể hả, tụi mình lấy nhau có 5-6 năm mà em đi quýnh ghen anh 18 lần luôn á. Đó, xong cái nó kể lại chuyện của nó. Xong nó đưa cho em nói chuyện với gia đình nó, nói chuyện với ông ngoại, bà ngoại, nó ba má, nó sáo với em gái nó. Nói quá trời, cái cuối cùng á là... Tháng trả 2.000 đồng tiền điện thoại. Con 1.800 mà. 1.800 cái gì? Rồi đây, bây giờ cái số này của ai nữa, ở đâu lại vậy nè? Số này à, Sydney. Rồi em gọi cho ai? Viện dưỡng lão. Em gọi viện dưỡng lão nó chịu làm gì vậy? Em làm việc từ thiện. Đó, nghe thấy không? Vợ tôi cái gì cũng được hết á, bị cái bệnh nhiều chuyện thôi. Đúng đó em, bên đây mấy bác già cả tội nghiệp lắm. Mình phải nên làm việc từ thiện. Rồi em gọi em làm gì đó? Thì đó, em thấy mấy bác cô đơn quá, cái trưa đó em gọi ra, em kể chuyện cho mấy bác vui. Đó, mấy bác cô đơn lắm, khó ngủ lắm, em kể chuyện cho mấy bác ngủ. Em kể chuyện gì? Chuyện ma. Trời ơi, già cả người ta đã khó ngủ rồi, em kể chuyện vui, không kể kể chuyện ma. Trời ơi, kể chuyện ma giật gân cho mấy bác tưng tưng cho nó sướng chứ có gì đâu. Thôi em ơi, bỏ thật nhiều. Không có điện thoại. Cái gì vậy anh? Hello. Dạ. Dạ cô Năm á, cô Năm. Dạ. Có hả cô Năm? Trời đất ơi, bà dám nói vậy hả cô? Dạ, thôi cô xin lỗi cô Năm nha cô Năm. Dạ con đại diện cả dòng họ con xin lỗi cô Năm. Dạ bay. Trời ơi em ơi, anh sợ em luôn à. Cái gì anh? Em nhiều chuyện phải vừa phải thôi. Em làm gì đâu? Em nhớ cô Năm ở Sydney không? Biết. Cổ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, em đâu có biết chuyện tuổi tác người ta, em đâu có nhiều chuyện đâu. Cô Năm năm nay 72 tuổi rồi. Không có, 72 tuổi giả là tuổi thiệt 78 rồi. Trời, cũng nhiều chuyện rồi đó. Hả? Trời ơi quý vị, cô Năm của tôi 72 tuổi rồi mà bà dám đồn mà cô Năm tôi đi khám thai. Thì em thấy cô Năm đi vô bệnh viện phụ sản mà. Bộ ai vô bệnh viện phụ sản là khám thai hết hả? Chắc vậy á. Con rể của cô Năm của anh á là bác sĩ Thành ở Sydney á. Ủa vậy hả? Ra là cô Năm của con rể là bác sĩ hả? Vậy mà em đâu có biết đâu. Trời đất ơi, thôi để em mở cái em gọi phone em thông báo. Thôi. Điện thoại nữa. Trời ơi, gọi chửi nó sao trời. Hello. Dạ anh Thuần. Ai vậy? Anh Thuần chồng chị Thảo á. Ủa vậy hả? Dạ sao anh Thuần? Hả? Có nói gì hả anh Thuần? Dạ, thôi em, anh Thường bình tĩnh Thường. Dạ, em đại diện cả dòng họ, em xin lỗi anh. Dạ, bye anh. Trời ơi trời, em quá rồi. Quá sao? Công tình anh Thuần anh đầu hối 17 năm nay. Anh giấu bà con cô bác bèo bình này. Anh đội tóc giả 17 năm nay rồi. Đúng rồi, đâu ai biết anh hối đâu. Rồi mới tuần rồi. Anh mời hai vợ chồng mình tới ăn hộp vịt lộn. Đúng rồi. Với rau răm. Rồi bữa đó vui quá em xỉn. Ảnh cũng xỉn luôn. Rồi thay vì bó rau răm em không chụp, em chụp nguyên bộ tóc giả của anh ra. Rồi anh bị hối đầu, cái tự nhiên em đi đồn ra ngoài là anh thường bị hối đầu. Trời đất ơi em tức quá anh ơi. Trời ơi em đâu có nhiều chuyện đâu, ai mà nhiều chuyện gì em đâu có nói với ai đâu. Hôm qua em ra chợ em gặp bà Liễu, em nói em dặn bà, em kể cho bà nghe. Sau đó em dặn là đừng có nói ai hết. Bà mà kể cho ai nghe, ai kể là tôi chối. Em nói rõ ràng nghe bà cho anh nhiều chuyện. Bà nhiều chuyện chứ em đâu có nhiều chuyện đâu anh. Anh đang nghĩ em, anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ nói anh nghe. Sao? Em mà bỏ được cái tật nhiều chuyện này em đó. Em không có nhiều chuyện đâu. Rồi, không nhiều chuyện. Bây giờ em không cần gì hết. Em không cần nói chuyện của thiên hạ. Tức là không thèm nói
nói chuyện ai hết. Em muốn cái gì anh chịu hết. Muốn cái gì cũng chịu hết hả? Đó, đây này, này. Em mê hột xoàn hiểu không? Em bỏ được tính nhiều chuyện của em á. Anh tặng em cái hột xoàn 9 ly 8. Trời ơi, 9 ly 8? Không thèm nói chuyện ai hết. Chứ nó dễ lắm anh ơi. Trời ơi, em đâu có nói chuyện ai đâu. Tại ta hỏi em mới nói cho em. Thôi, khỏi nói luôn, không nói. Được rồi anh ơi, nhưng mà coi nè, tiện đâu mua hột xoàn cho em vậy? Hốt hụi. Trời ơi, hụi mới chơi mà hốt gì? Hốt hụi non đỡ hơn bị giật hụi. Thôi đi, nhưng mà đúng rồi đó, vậy là coi như mua hột xoàn cho em phải không? Anh em nói anh nghe nè. Gì? Mình mua hột xoàn á, mình mua của anh chị Bảy á. Anh biết anh chị Bảy không? Trời ơi, ngày mới qua đây tao nói bán hột é không à. Nghèo dễ sao bán hột é, tôi để dành tiền rồi bán. Nói rét, có nhiều chuyện nha. Người ta bán hột é kệ người ta. Vô máu rồi. Vô máu, bỏ nha chưa? Dạ. Hỏi nữa. Trời ơi, sao vậy? Nè, anh nói cho em biết. Lúc rài người ta, em biết cả mê bình đồn em gì không? Đồn em gì? Đồn em nhiều chuyện. Trời ơi, đồn em nhiều chuyện. Ủa sao chuyện gì em cũng biết mà sao chuyện này em chưa biết ta ơi. Em chưa biết à? Tại người ta ngại tao chứ có. Rồi, bị chửi nữa. Dạ, em đại diện dòng họ em xin lỗi. Ủa không phải. Ủa, chị Liễu kính đáo hả chị? Dạ, dạ gặp vợ em. Dạ, dạ chị chờ xíu nha. Đó. Ai ạ? Bà Liễu kính đáo bạn em á. Người ta nói nha, hai người đàn bà với con vịt thành cái chợ. Còn hai người bà này hợp lại khỏi con vịt thành cái shopping center. Ghê vậy? Nè, cần gặp em. Thôi, bây giờ em hứa anh em có nhiều chuyện đâu. Em nói bà này bao nhiêu chuyện lắm, em muốn nói chuyện với bà. Giỏi, vợ tôi giỏi. Chính ly nha. À, chính ly. Chị Liễu ơi. Trời ơi, dùm em cái nãy giờ em nín muốn chết. Trời ơi, mệt quá anh ơi. Trời ơi, em rồi bà Liễu. Trời ơi, tức quá, hồi nãy bị sống không có được phải không? Dạ, em kể bà Liễu nghe. Ê, 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 ê. Chính ly em, chính ly. À hả? À hả? Ráng nhịn nha em, ráng nhịn đi, anh mua cho em một xoàn 9 ly liền. Trời ơi, cái này nó vô máu rồi, anh ơi, em muốn nói không mà có môn nó không nói cho em phải dán miệng lại quá trời. Rồi, bỏ qua. Tao Minh, sao tự nhiên đang nói chuyện với chị cái tự nhiên ngưng vậy hả? 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 Trời ơi, tao kêu lại mày cái mày, à hả, chết cha nhà mày cướp hả? Chết cha con cướp không? Nó cắn mày bảy đâu. Ê, cướp gì cướp? Nó có hiếp dạ mày không? Hả? Cái gì? Trời ơi, mày mốt mấy cái vụ đó kêu chị qua chị phụ cho nghe chưa? Trời ơi, quá bây giờ, nghe sao vợ tao nói tao nghe coi. Kỳ vậy? Nói chị nghe đi đạo nói. Chính ly. Cái kỳ vậy? Tức quá trời ơi. Em nói chị nghe, em sắp sửa thành công rồi. Chuyện gì? Em nói bà hay bị bối rối thật nhiều chuyện á. Em hứa với bà là nếu bà ngày hôm nay bà không tâm sự với ai hết, không nói chuyện với ai hết, em mua cho bà cái hộp xoài 9 ly 8. Trời ơi, mày làm vậy là mày giết nó chết rồi. Vậy? Đàn bà mà tao với nó đó, mà 5 phút mà không nói là tao chết liền. Trời đất ơi. Bà thà nhịn đói chứ không có nhịn nói. Đâu? Em á là chồng nói nhưng mà người hiểu nó là chị Liễu kín đáo này nè. Thôi đi bà ơi. Rồi hai chị em của tôi là trời ơi, chuyện gì cũng không bao giờ giấu nhau hết trơn á. Thôi đi bà ơi, bà mà Liễu kín đáo gì, bà Liễu hoạch tẹt á. Chuyện của anh ào 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 à. Tao nói mày nghe, tao đang may. Cái tao nghe con nào nó nói vậy. Gì vậy? Thì làm sớm mai mai đồ. Ê chết bà, trời đất ơi. Tao mai đồ, tao nghe nó nói, tao quýnh quá. Tao biết, tao muốn biết cái câu chuyện. Cái thằng chồng sao, con vợ sao, tao mai một cái rẹt lên tới đách luôn. Tao đi mà tao không biết luôn. Ủa sao từ đây không sẵn, mai luôn cái miệng không đi. Tưởng đỡ kiệt con, muốn vàng. Trời ơi, nó dính luôn, ca tháo ra giùm coi. Đó, rồi, không chưa. Để sao rồi, kêu đào. Bây giờ tao nói mày nghe, tao kêu đào ra, tao hỏi cho xong rồi tao mới đi về, tao mai tiếp. Đào, đào, đào ơi. Tức quá. Trời ơi, đào à. Có nhiều chuyện không nha. Nhớ là 9 ly nha em. 9 ly 8 rồi có nha em. Đâu đâu bây giờ nói nghe. Chị nói chị nghe cái gì vậy? Gì đâu? Trời ơi nào giờ em cái gì em cũng kể chị nghe, chị cũng kể em nghe mà sao giờ em không nói gì trơn vậy? Bây giờ chị nói em nghe, giờ mày nói tao nghe đi, chứ tao kể câu chuyện này còn hấp dẫn hơn 10 lần cái thằng chồng với con vợ đó nữa. Kể đi. Chín ly 8 lần em. Được rồi bây giờ ha, mày giấu tao phải không? Cái chuyện không có kết cục, tao tức quá tao chịu không nổi mà. Mày giấu ha, bây giờ chị đi về. Mày mốt tao có chuyện gì tao không bao giờ tao kể cho mày nghe. Thà tao đi kể vòng vòng cho còn hơn kể cho mày nghe. Ủa vậy là sao? Vậy là đừng có giận phải không? Ngồi xuống để cho em nghe phải không? Kể chuyện gì nghe phải không? Kể đi. Bây giờ khỏi kể, em làm tín hiệu gì chị biết liền à. Hai chị mình hiểu nhau phải không?
chết. Vô. Hiểu. Chết mẹ rồi. Cho nói ba dùng body language chứ. Rồi bây giờ kể, kể đi. Kể. Gì vậy? Kể nha. Tiếp tục. À, tướng gì là đàn ông? Đàn ông vậy là thằng chồng phải không? Thằng chồng. Ủa, mà nó là ai? Nó làm nghề gì? Mà phải biết nó là nghề gì tao mới biết thằng nào chứ. Trầm trộn. Gì vậy trời? Chiếc xe hả? Hai chiếc xe. Anh. À, vậy là thằng này làm lính chữa lửa phải không? Thôi tao biết rồi, thằng này chuyên môn nắng xương sọ. Đâu trời ơi, nắng xương sọ bà. Ủa. Hả? Cái gì, nói tao cái gì? Nói bận quá à. Trời. Tao không hiểu, làm lỡ cho tao hiểu chứ. Làm lại, làm lại coi, làm lại coi. Rồi, một chiếc xe, hai chiếc xe, đụng vô cái rầm, sửa xe, sơn xe. Rồi, cái thằng Thái này là body shop. Phải không, phải không? Đúng rồi, đúng. Thợ sửa xe, thằng Thái sửa xe. Thằng Thái sửa xe rồi sao? Vậy là thằng chồng là thằng Thái. Rồi sao? Sao em? Rồi, chính đi tá. Rồi sao, kế tiếp. Một ngày kia. Ai vậy? Do gì dịch lên một ngày kia? Ai vậy? Đi đâu vậy? Lén lút. Ồ, vậy lắp ló, hẹn hò, phải không? Nó vô quán cà phê, nó kêu cà phê, nó uống phải không? Nó hẹn nhai phải không? Đúng rồi, nó hẹn nhai đó. Rồi sao nữa? Ai vô đây? Ai vô? Một người con gái. Cái gì vậy? Hai cái gì bự vậy? Hai cái đó. Con gái. Vợ nó phải không? Đâu phải, vợ nó xẹp lép, con cút chanh nó xẹp lép mà đâu có vậy vậy. À, vậy là con Lan Bưởi. Đúng rồi, con Lan Bưởi. Sao gọi là Lan Bưởi? Con Lan Bưởi lúc trước nó cũng xẹp lép như con cút chanh gì đó. Mà nó đi bơm hơi lố tay và hai cái nó bự lắm mày biết không? Chết cha rồi. Tao hứa nó, tao không có nói ai hết trơn. Chuyện đi bơm của mình tao biết nè. Bây giờ tao chỉ nói hai đứa bay biết, đừng nói ai nghe. Chị hứa nó đó. Biết rồi. Nói bà, gì vậy? Bà nói bà biết rồi. Trời ơi, nó biết trước tao luôn mày ơi. Rồi sao? Lan Bưởi vô sao? Lan Bưởi vô. Gặp Thái. Trời ơi, hai đứa nó ngoại tình thấy chưa? Hai người vô quán cà phê ô uế với nhau. Ôi, trời ơi, nó dán áo lên, trời ơi, nó dán rầm lên nữa kìa. Trời ơi, Thái này nó ghê quá. Trời ơi, không vô, chưa. Sao nữa? Rồi, ai tới? Người thứ ba. Trời ơi, người thứ ba. Người thứ ba, tao biết mà. Trời ơi, thằng cái bưởi tới nữa. Ủa, sao mày quen nhiều bưởi vậy? Bưởi hả? Xẹp lép. Rồi. Xẹp lép chết cha, vậy là con cút chanh. Con vợ nó phải không? Chết cha, con vợ nó lợi đó. Bắt ghen. Chết cha rồi sao nữa? Đó, nó đánh lộn kìa, mày thấy không? Đó, đánh nó chết cha nó cho tao. Ừ, vậy đó. Trời ơi, đã vừa lắm. Đó, trời ơi, ghen. Đó, vậy là đó. Đó, bây giờ ăn qua con bưởi nè, bưởi quýnh. Trời ơi, tạc xíu nó đi. Kiếm tao lại tao phụ cho tạc xíu. Trời ơi, đánh đầu, trời ơi, đã quá. Tao lại tao phụ cho, nha. Ê, đâu rồi? Sao? Thái vô. Thái vô duyên thiệt nha. Tới giờ phút này còn bóp bưởi nữa. Tầm bậy đâu. Nó can đâu, nó can phải không? Nó can. Tầy bạ. Rồi sao nữa? Người thứ tư vô. Trời, vô là người thứ tư. Ừ. Rồi. Trời ơi, ai ngủ đi trời. Ai ngủ? Cha, xã hội đen mày ơi. Muốn xã hội đen vô hả bà? Chết cha, nó đi thanh toán rồi. Rồi, có gì đây? Xẻ giấy. Ồ, tao hiểu rồi. Thằng xã hội đen trước khi nó đi đánh ghen đó, nó ăn chè thiêu, nó đau bụng. Gì? Gì đau bụng luôn á? Mày sao nó xé giấy đi toilet đó, mày thấy hả? Phải không? Làm lại có làm lại nữa. À, hiểu rồi, hiểu không? Không. Tôi hiểu rồi đó. Sao? Em nói chuyện nghe. Tôi nghĩ là thằng Thái nó có vợ rồi. Hiểu không? Hiểu thằng Thái có vợ. Xong xuôi rồi đây ha. Nó ngoại tình với nhỏ kia. Lan là bữa bên quà đó. Rồi hai người hẹn hò ra đây. Hiểu không? Hiểu. Rồi ha, con vợ nó bắt gặp. Kêu luật sư tới bắt quả tang. Ký giấy ly dị. Xé cái rẹt dò giấy là ly dị. Vậy là xé hôn thú chết cha, vợ nó ly dị nè hả? Trời ơi. Trời ơi, tôi mệt quá rồi. Anh thấy không? Nãy giờ
khác rồi. Chiến thắng rồi. Vậy là mày nói, vậy là mày đạo nói. Ai vậy? Ủa chị? Chào anh chị. Thấy chưa? Vợ chồng thằng Thái chưa? Nó gãy tay chưa? Thấy chưa? Đứa gãy tay đứa bầm mắt em nói mà. Biết rồi. Ơi, tôi chưa thấy cặp vợ chồng mà vừa xứng đôi vừa lưỡi như cặp này. Một người y dài, một người y ngắn. Thái, sao em? Dạ em định qua đây muốn nói với anh chị. Khỏi nói, khỏi nói. Anh nói nghe. Ủa vậy anh biết hết rồi hả? Anh biết hết rồi. Thái, anh thương em lắm, tội nghiệp em lắm. Nhưng mà anh hỏi em là có cách nào hàn gắn được không em? Không, hàn gắn cái gì? Em hả? Em thay cái mới luôn. Trời ơi, trời ơi, ngon quá em. Trời ơi, nó gan hơn mày đó Minh. Em không nổi, không dám thay nữa. Trời ơi, em sẵn lột vô, không dám thay luôn á. Chị ủa? Nghề của em hả? Ủa, nghề em nghề gì? Sửa xe. Ủa rồi em sửa gì? Cái cốp sau của bà xã em. Ủa cốp sau bà, trời, cái cốp sau bà xã bị sao? Bị mớp. Chết mẹ rồi. Bụng bị mớp luôn hả? Coi coi. Anh làm gì vậy? Thấy con bị đâu có mớp gì đâu mày. Đâu em nói gì? Cái cốp sau xe của vợ em bị mớp. Ủa? Mày nói cốp sau xe tao tưởng cái này. Thì chuyện này vậy nè. Tụi em á bị đụng xe. Con Lan Biên Hòa đụng vô cốp sau bà xã em đắc bấy à. Ủa? Ủa sao ai... Rồi sáng hôm nay á tụi em mới hẹn luật sư ra ngoài quán cà phê để nói chuyện bồi thường vậy thôi. Ủa chứ không phải là mày bồi với con Lan Nguyên Hòa rồi cái con Cúc Chanh vợ mày đi đánh ghen rồi mày gãy tay con vợ mày bầm mắt hả? Ai nhiều chuyện chị Liễu. Trời thì nãy tao đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra. Ơi vậy là hai vợ chồng mày không có em. Chồng em không có hai đứa không có bậy bạ hả? Không, hai vợ chồng tụi em sống hạnh phúc lắm. Ai nhiều chuyện mà nói hai vợ chồng. Vậy trời ơi, hôm nay nè tụi em định qua đây để mời anh chị qua dự tiệc kỷ niệm ngày cưới 2 năm của tụi em. Ủa? Ai mà nhiều chuyện em biết á, ông bà nào ông nào nhiều chuyện á, em lấy cái hàng xì hàng xe đó dán miệng lại hết luôn. Thôi thật vậy em. Thì đó hai đứa hạnh phúc hả? Dạ tụi em vui vẻ hạnh phúc đâu có chuyện gì đâu. Ủa? Thấy không vợ em dễ thương vậy nè, cho hôn cái coi. Thôi bây giờ tụi em sao? Thôi tụi em đi về. Thôi về em. Trời ơi, thôi khoan đã vô đi. Trời ơi, vô đây chào lẹ lên.